thì đầu tiên anh xin giới thiệu là cấu tạo và các bộ phận của cây đàn. Thì đầu tiên đây là chúng ta guitar, chúng ta đã nhìn thấy bộ phận đầu tiên đây là cái eo, là cái eo của đàn. Thì cái này thì chúng ta kê lên đùi đấy, cái cầm đít không đàn này tay chúng ta kì ở đây đó. Rồi tiếp theo đến ở trên đây là đầu đàn, các phần này để chỉnh các loại sáu dây đàn này, tăng độ lên được bao độ. Ok, đây là góc kín đàn, đây là cái ngựa đàn, và đây là cái bầu đàn phát rơi tiếng hay thì là do cái bầu này đó, bơm lên nên nó sẽ làm cho tiếng đàn nó vang lên. Rồi phần tiếp theo đấy là phần tay phải. Tay phải chúng ta sẽ dùng để tạo ra rung động các dây đàn và nó kêu đấy. Đầu tiên thì chúng ta có thể tập cái phần tiểu, thì ngón cái này sẽ đảm nhiệm là phần đánh cho rung ra lên dây trên, và ba ngón dưới, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ba dây dưới. Và khi chúng ta đặt tay vào thì đã đặt tay như này đấy, ngón tay này sẽ hơi co lại một chút để đến khi mà mình đánh mình không phải rất cả tay này lên đâu, thì chỉ co tay này thôi mà là cái dây nó rung rồi đấy. Còn tay trái thì chúng ta sẽ đảm nhiệm cái việc là chúng ta cầm tì nhẹ vào cái cần đàn này để cho cái đàn nó ổn định và ấn các cao độ của các phím ở đây. Đấy, đánh đàn rất là đơn giản thôi, thì nhìn cái là đánh ngay. Thì việc đầu tiên là anh em phải làm quen được với tay phải trước á. Mình phải làm rung cái dây đàn này, nhưng rung làm sao rung là phải nhịp là một, rung làm sao rung phải đảm bảo được là nó không bị tè. Các em ví dụ là như này, cái này các bạn tè đấy, chúng ta sẽ tập như này. Đó, quy định ở đây là số 1, số 2, số 3, số 4 thì sẽ thấy bạn cứ tập theo kiểu là 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 2 1, 2, 3, 4, 3, 2 1, 2, 3, 4, 3, 2 1, 2, 3, 4, 3, 2 1, 2, 3, 4, 3, 2 đấy, rất đơn giản đấy không? Thì đấy vừa là luyện cái tay phải này làm quen dây đàn, vừa là một cái tiết điệu, một cái điệu giảm để sau này mình có thể đánh vào 2 3 4 3 2 1.